Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Ngày hôm nay, toàn thể giáo hội bước sang một mùa mới, mùa vọng. Đây là mùa chuẩn bị tâm hồn chúng con đón mừng việc Chúa đã đến với chúng con năm xưa để làm người như chúng con. Không chỉ Chúa đã đến với chúng con năm xưa, mà ngày nay, trong từng giây phút cuộc sống của chúng con, Chúa luôn ở bên cạnh, nâng đỡ dìu dắt, mong muốn một điều là chúng con được sống hạnh phúc. Chúng con dâng giờ chầu thánh thể này để tạ ơn tình yêu của Chúa và cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam với chủ đề của năm nay là đồng hành với các bạn trẻ. Chúng con nài xin Chúa ban nhiều ơn để các bạn trẻ cảm thấy Chúa ở cùng với mình mà đến với Chúa và đón nhận nhiều ơn lành Chúa ban trong những gia đình mới. Và từng gia đình mới nên tốt đẹp thì cả giáo hội tốt đẹp và mỗi người chúng con cũng được sống thánh thiện hơn. Xin mời cộng đoàn đứng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo ông trở về thình lình bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa trao cho chúng con những trách vụ tùy theo khả năng của mỗi người. Chúa muốn chúng con biết sử dụng những hồng ân Chúa ban là thời gian, sức khỏe, tài năng và cả những phương tiện vật chất để xin ích cho phần rỗi đời đời của chúng con. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con không biết sử dụng, lại còn lãng phí ơn Chúa. Có khi chúng con chỉ cất giữ ơn Chúa cho riêng mình mà không gắng sức làm tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình trẻ chúng con biết tích cực cộng tác với ơn Chúa và cố gắng làm triển nở các ân huệ Chúa ban trong ý thức trách nhiệm của những tôi tớ khôn ngoan và trung thành của Chúa. Thank you.
Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về. Lạy Chúa Giêsu, chúng con không biết Chúa sẽ đến vào lúc nào. Hôm nay Chúa lại một lần nữa nhắc nhở chúng con phải luôn tỉnh thức. Những giấc ngủ quên vì hờ hững, biếng nhác sẽ làm cho chúng con không thể chu toàn bổn phận, không hướng về Chúa và không sẵn sàng đón Chúa. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và sức mạnh nâng đỡ sự yếu đuối, bất toàn của chúng con, giúp chúng con luôn tỉnh thức để chu toàn các bổn phận hàng ngày trong gia đình cũng như nơi giáo xứ. Xin cho gia đình chúng con biết tỉnh thức bằng một đời sống chuyên cần cầu nguyện, sốt sắng tham dự thánh lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích, biết nhiệt thành làm việc lành, sống tình liên đới và quảng đại với tha nhân. Xin cho các đôi vợ chồng trẻ biết quý trọng hạnh phúc gia đình, gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình với tất cả khiêm khuyết và cùng giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Xin mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương Chúa đã đến trần gian, Chúa mời gọi chúng con hãy tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa. Xin giúp mọi người, mỗi gia đình chúng con luôn biết nỗ lực canh tân nếp sống theo tinh thần phúc âm, để dọn đường cho Chúa ngự đến nơi tâm hồn chúng con và trong gia đình. Nhờ ơn Chúa giúp, mỗi ngày chúng con sẽ cố gắng chu toàn nhiệm vụ Chúa trao, luôn hướng về Chúa trong tâm tình kính mến và đến với mọi người trong bác ái yêu thương. Amen. Này con là đá. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện để trong lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.